Vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác về cái cách cái, thay bu li của cái đầu đùn cán viên trục ngang. Bước 1 thì là chúng ta sẽ phải tháo, chúng ta có thể dùng cờ lê hoặc mỏ lết để chúng ta tháo cái con bu lông ở phía trên này ra. Con bù lông ở trên này ra nhé. Đấy. Sau khi tháo con bù lông này ra thì các bác cho một ít luyên vào đây. Và sau đó thì các bác để một lúc cho lui nó sẽ ngấm vào những cái khe này, thì các bác sẽ có thể rồi sau đó các bác lấy búa các bác gõ từ dưới đấy. Thì là nó sẽ lỏng dần và nó sẽ bu li, nó sẽ ra. Lưu ý là quan trọng nhất là các bạn phải cho luyên nó mới dễ ra và gõ nhẹ, không gõ nhẹ và từ từ thì không, nó sẽ vỡ bu li. Ở đây thì sau khi đây em đã gõ ra bu li này, bu li ở đây thì bu li đường kính của nó là bu li 28, đường kính bu li 28 và cái cốt nó cũng là 28. Các bác nhé, đây bu li hai rãnh thì các bác có thể là mua ở những cái tiệm người ta bán bu li và cây Kuroa cũng rất là dễ thay thế. Thỉnh thoảng các bác dùng, các bác bôi mỡ vào cái chỗ ổ bi để cho nó hoạt động, nó sẽ dễ dàng hơn. Các bác có nhu cầu muốn mua máy đùn cán viên trục ngang, các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0971709263. Xin cảm ơn các bác đã xem video.